Đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Đồng đội ơi, về với nhau, đồng đội ơi, ta về với nhau, đồng đội ơi. Đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa, ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Đồng đội ơi, mãi mãi là tình yêu thương. Đồng đội, mãi mãi niềm tự hào ấm vang trong lòng người. Ta về với nhau, đồng đội ơi, ta về với nhau, đồng đội ơi. Ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Đồng đội ơi, mãi mãi là tình yêu thương. Đồng đội, mãi mãi niềm tự hào ấm vang trong lòng người. Ta về với nhau, đồng đội ơi. Đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Về với nhau, đồng đội ơi. Đồng đội ơi,
Hôm nay là ngày sinh nhật của anh Tao Bát Tân. Giờ ủy quyền của anh, hôm nay trên đài của lính, chúng tôi tổ chức buổi sinh nhật tại một cái view của xã Bằng Hiếu. Hiếu Hoàng cũng vừa rồi một thành viên thắng lần, thì hôm nay sẽ là ngày hội thắng thiếu một người trong gia đình quản lý. Chúng ta hôm nay là sẽ có chị Nguyễn Thị Hoa phải đấu cùng Ngô Văn Phủ sẽ trở về, nhưng mà các và qua đây non Ngô Văn Long nhận lời, nhưng vì với lý do đặc biệt của gia đình là phải đẹp hỏi ngay ngoài và anh và mẹ con chị tôi bỏ chị Hoa đã có hứa với gia đình là từ nay nếu có những cái buổi sinh hoạt như thế này, mẹ con em vẫn đến để thay anh Long sinh hoạt như anh Long vẫn sống. Chúng ta cảm thấy đó là cái tấm lòng và sự hết tín của những đàn người, chúng tôi rất là trân trọng. Hôm nay có một thứ mắng nữa là người bạn thi đấu của tôi từ cuộc thi năm là có hứa đến các anh chị, nhưng mà đến cuối cùng thì đã biết áp lên và đường tăng, cho nên là cũng không nên đi mất tưởng là tự tăng sư phụ á, hai cái kích mà sẽ mang lại niềm vui cho chúng ta và cũng là một cái sự chúc mừng sinh nhật mà có lớn nhất đối với anh Hoàng Tân. Thế thì sau đây thì để giới thiệu với lại các anh ở Xe và Đi Tám thì tôi xin đặt tên là giới thiệu, đây là anh Đại Tá Ngọc Thơ là trưởng của cái đại lính của chúng tôi. Tiếp sau là anh Nguyễn Đức Lạc, Đại Tá Nguyễn Đức Lạc là trưởng quân khu A, giám đốc công ty Sông Hậu. Anh Nguyễn Văn Tiến là hiện nay là chủ tịch cựu chiến binh của tổng bộ Nam của Lê Trân. Anh Lưu Hồ Bạc cũng là chức là thành đô Hải Phòng và chị là Lê Thị Thắng Nguyễn Thị Mai, đích tên là Mai Toàn đấy, lựa đoàn văn công của hải quân mà đã được đi từ năm 17 tuổi đã bắt tay đại tướng Võ Nguyên Giáp, bây giờ vẫn còn tấm hình ở bộ tư lệnh hải quân đấy. Đây chị là Phượng và cũng là cán bộ của thành đô Hải Phòng. Còn ai nữa nhỉ? À còn chị là Khôi Vĩ, chị Nguyễn Thị Trương, nhưng mà định tên là Khôi Vĩ. Khôi Vĩ là một Khôi Vĩ Hạ của xã Quan Cổ Đơn Lạc. Và ở đây là anh Nam Vũ này, anh Nam Vũ đâu nhỉ? Anh Nam Vũ đây, anh Nam Vũ đây. Và chị Đặng Nhan là một sinh viên của anh Đặng Vũ nhé. Đặng Nhan là bạn làng Khôi Vĩ Hạ, xã Quan Cổ Đơn Lạc. Không thể xa quê, không thể nhớ quê được, cho nên phải lấy cái nickname này. Mọi người phải nhớ đến khu hương vỏ của Tiên Lãng, của làng Khôi Vĩ. Nhưng mà tôi đề nghị như này, lần sau sinh nhật của bạn mấy anh chị nhé, chị Anh Thơ này, chị Anh này, chị Nam Vũ này và chị Khôi Vĩ này, sẽ tổ chức một lần ở Tiên Lãng như chị nói Tiên Lãng mọi năm. Thầy ơi, thầy phá giới bao giờ đấy? Tôi là Vũ Thăng Long, tên là Long Vũ, người phát ngôn của Tiên Lãng. Còn đây là phu nhân của tôi, hôm nay có mặt ở công tác là phu nhân. Thế và một nhân vật đặc biệt của buổi hôm nay là anh Cao Bá Thân. Đây Cao Bá Thân và chị Ngô Lúa. Đúng rồi. Người tình trăm năm nhưng mà chưa có hôm nay thật là xúc động và cũng là một cái buổi long trọng tổ chức cái buổi sinh nhật
thì báo cáo với anh là về sinh nhật diễn đàn của mình ấy, thì nó thành quy chế rồi. Từ trước đến giờ, cứ 2 đến ngày sinh nhật thì là tổ chức diễn đàn của mình sẽ tổ chức để cái ngày vui quây quần, để mới cái thiết chặt cái mối quan hệ tình đoàn kết của tất cả mọi người trong diễn đàn của mình. Thế về giới thiệu thành phần diễn đàn của mình thì anh Vũ Thăng Long anh đã giới thiệu đầy đủ rồi, anh rồi. Còn về phía bạn của tôi thì báo cáo các anh thì hôm nay là tôi mời cả 4 anh em ở cùng đại đội chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị năm 72, tức là 81 ngày đêm đấy, ác liệt đấy. Thế thì ở Hải Phòng đây là có 5 người, thì hôm nay là tôi cũng mời cả 4 người. Một là anh Nải, vợ chồng anh Nải ở Tiên Lãng, thì anh là hôm nay là có cưới và anh đi trưởng họ nhà trai, anh cũng đi được. Anh Lâm, anh đi Hà Nội vắng, và một anh Vinh. Thế thì hôm nay chỉ có vợ chồng anh Đức, bạn chiến đấu của tôi đến thay mặt anh em trong tổ chức trong đơn vị chiến đấu đại đội chiến đấu. Thế anh em tôi thì ra đây là kết nối được 4 anh em cùng đại đội trong những ngày gian khổ ác liệt chiến đấu, cái sống cái chết bên kề bên cạnh. Thì ở đây có Mai Tròn và có một số các anh đã đọc cái nhật ký chiến trường của anh Tặng Nước Hòa, đã viết về đơn vị chúng tôi, về anh em chúng tôi. Thì thấy đấy, những cái ngày anh em chúng tôi đang khổ ác liệt và gắn bó với nhau như thế. Đến bây giờ ở Hải Phòng này thì có 5 người anh em tôi mới kết gần đây thì mới kết nối được với nhau. Thế nên hôm nay tôi cũng có mời các anh, nhưng mà một số các anh bận. Thế thì riêng về anh Đức thì báo cáo với anh là trước cùng đại đội xong về anh đi học, và về báo cáo anh Đạt và anh về anh làm phó bí thư quận ủy Hồng Bàng rất nhiều năm. Anh đến khi về hưu rồi thì mới biết nhau, chứ còn khi mà anh còn làm ấy thì tôi mà chắc chắn đối được thì chắc tôi khác giàu với bạn sang với vợ mày quán thư vừa vào. Thế nhưng mà đến khi anh về hưu rồi thì anh em lên quen mới chắc đối được. Thì đấy là thứ nhất là anh Đức, hai là vợ chồng anh Minh và cô Thắm. Thì anh Minh là đại tá trưởng phòng ở trên bộ quốc phòng, anh quê ở Cần Mục, mà sở dĩ tôi có 2 cái clip quay làng Cần Mục là làng của anh ấy. Thì anh ấy cũng là 308 ở 308, và anh Minh thì có vợ là cô Thắm, là bạn chí cốt với lại cô Lụa đây, từ ngày còn làm phù dâu cho nhau, tức là bạn chí cốt. Nên là hôm nay thì là tôi cũng mời vợ chồng anh Minh, nhưng mà cái lý do chính của cái sinh nhật có cá thai các chị, khi sinh nhật là bình thường của diễn đàn của lính rồi, nhưng hôm nay tôi cũng có ý làm nó hơi đặc biệt một tí, mời bạn bè đông một tí. Là vì lúc nãy anh Lạc, anh Thơ, anh có nhắc lại là chờ quá cái chờ hoa lâu quá đấy. Thế thì báo cáo với anh là cô Lụa cô làm một loạt cái rượu ở đây, rượu hoa quả đây. Cô bảo là cái rượu này chỉ để dành khi nào mình cưới nhau. À. Thế thì tôi bảo thế thì hôm nay đi coi như báo cáo luôn. Thôi để xuống một chặng nữa, thôi cho anh cảm ơn đi. Về mục đích, không mục đích chính là vì hôm nay là muốn cũng thông báo với mọi người. Thôi thì bây giờ tôi cũng định đến 70 tuổi thì kết hôn. Năm nay mới 68 thôi. Tôi thì mình làm trước 2 năm. Thế thì để mọi người chứng. Và sau này cứ anh Thơ và anh Đạt cũng không thắc mắc nữa, bảo đây nói nhắc mãi chả thấy. Thì cũng mong các anh thông cảm, là bây giờ tôi thì cũng gọi là cũng có tuổi rồi, làm nó đơn giản đi. Mọi người cứ công nhận như thế, cũng như anh Long nói báo cáo là có tuổi thì mọi người vẫn ăn được ạ. Đây là cũng là hình thức thôi, chứ còn như anh Long nói là chúng tôi là ăn kem chứ tổng rồi. Rất là cảm ơn các anh các chị và cảm ơn mọi người.
có mặt cái cuộc vui hôm nay. Và hai nữa là cái giới thiệu sau cùng là anh Văn Xuyên, anh là cộng tác viên tại Truyền Hình, anh là cũng là gắn bó với diễn đàn của Lý, và anh em cũng làm với nhau cũng đã lâu rồi. Và đặc biệt nữa là anh thuê là còn chú của vợ chồng Lâm Minh à, lại có họ đấy. Đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Đồng đội ơi, mãi mãi là tình yêu thương đồng đội, mãi mãi niềm tự hào ấm vang trong lòng. Anh em chúng tôi là những người lính đã một thời chiến đấu ở trên các chiến trường, nay về sống với đời thường, tổ chức thành lập cái diễn đàn lính để kết nối lại tình đồng chí đồng đội với nhau, hoạt động tình nghĩa. Hàng năm cái diễn đàn của chúng tôi tổ chức là họp mặt, rồi thì tổ chức sinh nhật cho đồng đội. Thí dụ năm nay, năm 2020 là chúng tôi tổ chức diễn đàn, tổ chức sinh nhật cho đồng chí Cao Ba Thân, là phải nói là rất vui, rất tình nghĩa, ấm tình đồng chí đồng đội, tạo được cái mối gắn kết. Lúc vui lúc buồn anh em chúng tôi đều đến để chia sẻ với nhau. Đây là một cái việc làm hết sức ý nghĩa. Báo cáo là mới là diễn đàn của lính này như này. Hôm nay thì tôi thì cũng sinh hoạt ở diễn đàn từ cái ngày thành lập, cũng là ý tưởng từ cái ban đầu là chúng tôi đi về thăm từ đường họ Ngô nhà tôi ở Quảng Ninh. Thế thì đầu tiên là 4 anh em về thăm từ đường, và cũng từ nảy ra một cái ý tưởng tại đền Vua Bà ở Quảng Yên, là chúng tôi nảy ý tưởng là xây dựng một cái diễn đàn của lính. Thế thì từ cái ngày xây dựng diễn đàn lính như đến nay là có 4 đồng chí, bây giờ là diễn đàn ta đã mở rộng. Cho nên cái diễn đàn chính, cái câu lạc bộ diễn đàn lính ở đây chúng ta thường xuyên sinh hoạt và họp theo thường kỳ, là giữ được cái tình cảm và cái mối quan hệ với lại tất cả các cái đồng đội cả nước rất là tốt. Và chúng ta cũng đã là cái đầu mối và cũng là những cái người tiêu biểu cùng với xã hội trong phát triển như này. Có những cái vấn đề về chính trị chúng ta rất là vững vàng, cũng động viên anh em rồi là hiểu rõ được tất cả những cái hoạt động xã hội, cái gì đúng cái gì sai, chúng ta cũng là những người lính cùng nhau để mà dẫn dắt hội, và cũng là cùng nhau giữ gìn đoàn kết và cùng bên nhau để trong những cuộc sống đời thường ngày một vui vẻ. Đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Đồng đội ơi, về với nhau đồng đội ơi.
đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên. Thưa các đồng chí và các bạn, chúng tôi là những thành viên trong diễn đàn của lính, gồm tập hợp các anh em cán bộ chiến sĩ đã từng qua quân ngũ, những người phục vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong các chiến trường từ Nam ra Bắc đến biên giới hải đảo, và các đồng chí làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia và Lào. Hiện nay chúng tôi phải tập hợp với nhau cùng sinh hoạt trong diễn đàn của lính. Trong diễn đàn của lính, chúng tôi hàng năm thường làm tốt công tác tình nghĩa, thăm hỏi ốm đau và tổ chức sinh nhật cho các thành viên trong diễn đàn. Năm nay diễn đàn của lính tổ chức cùng với này đồng chí Cao Bá Thân, thành viên của diễn đàn, tổ chức một buổi sinh nhật. Có những trong những năm qua chúng tôi thường xuyên tổ chức sinh nhật cho các thành viên trong diễn đàn, nhưng năm nay chúng tôi tổ chức khác đi, nhằm mục đích là nhằm cho nó sinh động hơn những năm trước, thay đổi để cho nó phù hợp với tình hình chung và để cho nó phong phú hơn trong các cái sinh hoạt của diễn đàn.